Tại nhiều quốc gia, dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại với tốc độ lây lan và số ca tử vong cao hơn trước. Bộ Y tế tiếp tục ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, tại nước ta, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát với gần một tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng. Mặc dù vậy, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực, hiện xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan trong cộng đồng và tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở y tế. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người nhập cảnh trái phép và có khả năng gây bùng phát dịch tại Đà Nẵng trong thời gian vừa qua. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành, y tế ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc phòng chống dịch. Các cơ sở cần thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người tới khám, chữa bệnh, người đi lại giữa các khoa, phòng để phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện. Chú trọng đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, nhất là tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng. Đồng thời chỉ đạo quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh